Mọi người đã sẵn sàng nhảy chưa ạ? Cũng tiếp lửa cho các bạn, bởi vì ở bên dưới đâu đó cũng có những bạn có niềm đam mê dành cho âm nhạc, dành cho ca hát. Và nếu như chúng ta đã có đam mê dành cho âm nhạc, dành cho ca hát, chúng ta hãy giữ cái niềm đam mê đó, bước tiếp với nó,
rèn luyện, mài dũa hàng ngày, cho dù khó khăn, cho dù lâu một thời gian vẫn chưa ai công nhận, nhưng các bạn không ngừng cố gắng, các bạn sẽ thành công. Và hãy nhìn Trâm, câu chuyện của Trâm 16 năm đã có được những thành quả cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã tiếp lửa cho trong ngày hôm nay. I love you. Xin cảm ơn ca sĩ Võ Hạ Trâm đã đến với đêm chung kết của FPT Idol's Got Talent 2023. Xin cảm ơn chị.